Bây giờ mình copy lại ha. Cái việc mà không lệ thuộc vô cái phần này, cái phần private này có phải là giao diện không? Nó là phần cài đặt. Mặc dù nó khai báo trong file cho mắt nhưng nó là phần cài đặt. Cái đó là cái phần mà nguy hiểm nhất, để lộ cái phần cài đặt của mình ra. Đúng không? Nguy hiểm như thế nào? Mặc dù private nhưng mà ta không xài được. Nhưng mà khi các bạn tạo một cái đối tượng đó, nó sẽ bị lệ thuộc cái trong đó. Khi các bạn tạo ra đối tượng thì nếu cái này đó, mà nó tăng giảm thuộc tính hoặc thuộc tính của nó thay đổi cái kiểu khác thì cái size, tất nhiên là cái size, cái kích thước của cái lớp này nó sẽ bị thay đổi. Và nếu các bạn xài trực tiếp cái xe vậy thì cái size of X này nè, cái thước của X này nó sẽ bị thay đổi. Nếu chúng ta xài hai cái giao diện có hai cái thư viện xe khác nhau thì chúng ta phải dịch lại. Cái lại của nó là chúng ta bỏ tất cả những cái này.
Giờ tôi đang demo trước cái phần là cái lợi của ai xe trước ha, rồi tôi mới đi qua cái kia. Tại có bạn hỏi về cái đó. Thì ở khu du lịch của mình là có xài, trong trường hợp hôm trước đó mình xài cái xe ha, chứ mình không chưa có tạo ai xe, xài trực tiếp cái lớp xe luôn. Mình cho xe chạy gì đó đúng không? Thì bây giờ nếu tôi tạo một cái thư viện xe một, nhưng mà cái xe một này có cụm tên, có nghĩa là vẫn là xe đâu ạ? À, project của nó vẫn là xe, nhưng mà tôi sửa cái cài đặt của nó, sửa cài đặt, nhưng mà tất cả giao diện kể cả tên của project luôn tôi để nguyên. Ý đồ là để làm cái mà thay đổi UI mà nãy tôi nói đó, thì cho các bạn thấy ha. Thì với cái xe cũ này nè, cái thư viện xe cũ nè ha, xe không đó, thì mình đã chạy được như thế này. Rồi bây giờ tôi thử bỏ cái project cũ này ra, remove là nó chia loại project ra thôi, khỏi cái solution thôi chứ nó không có xóa, delete nó là xóa. Rồi tôi thêm cái project xe một thực ra là cái tên khác thôi, nhưng mà tôi để trong thư mục khác chứ cái tên project thì nó vẫn như cũ. Xe đâu rồi? Henry Monster. Đây, xe một thực ra vẫn là xe ha, đối với cái solution nó vẫn hiểu là xe bình thường, và tôi sẽ sửa đổi trong đó cho các bạn xem. Như tôi thay đổi cái cấu trúc dữ liệu, tôi thêm một cái thuộc tính là đích đến, là một cái điểm đích đến ha. Tôi dịch lại, tôi thêm cho nó thay đổi gì thôi, chứ thêm cái demo mà đâu biết xài làm gì đâu, chỉ biết là thay đổi thôi. Rồi dịch lại, trong thực tế là mình thêm để mình có sửa đổi, nhưng mà này tôi demo cho nên tôi thêm thôi ha, tôi thêm là tôi chưa biết xài hết. Thực tế là mình sẽ có những cái lúc mà mình cần thay đổi cấu trúc dữ liệu để mình thay đổi giả thuật ha, giả thuật khác nhau thì cần cấu trúc dữ liệu khác nhau. Thì trong trường hợp đó thì nếu mà tôi build lại nguyên cái solution này, hay là build lại cái project khu du lịch này, thì nó
đã link với cái project mới rồi, nó sẽ link với cả cái file chấm hát này, là nó sẽ hiểu được là đã thay đổi cái cấu trúc dữ liệu này ha, thì chạy bình thường. Không bình thường. Cái biến B nó bị corrupt. Biến B của mình là biến gì tên? Biến này. Cái xe lift của mình hình như là xe lift lift cũ rồi phải, xe du lịch debug, xe lift cái này để an toàn ha, cho mình clean xóa hết xong rồi build lại. Thì nó an toàn hơn. Có thể là cái clip cũ xóa hết, build lại. Biến TR, TR là trạm xăng à, tại vì trạm xăng chưa có đưa lại. À, xin lỗi, mình chưa có cập nhật cái file chấm hát. Nếu các bạn đổ bên đây là đổi cấu trúc dữ liệu luôn, bởi vì cấu trúc dữ liệu mà nó bị nhảy vào file chấm hát, cho nên là cái file chấm hát của cái anh này nè, đây là file chấm hát bên đây nó chưa được cập nhật, đúng không? Vì nếu mà muốn cập nhật như vậy thì mình phải cập nhật luôn cái file chấm hát, phải copy cái này qua qua bên khu du lịch ha, dán vô đè lên. Yes, đó thì nó mới cập nhật cái file chấm hát. Ít nhất là ở mức mã nguồn rồi, các bạn đã thấy nó rườm rà rồi. Nghĩa là mặc dù người ta chỉ đổi cài đặt thôi, nhưng mà bởi vì cài đặt nó bị lộ lên trên cái file chấm hát này, thì khi mà các bạn thay đổi cài đặt cấu trúc dữ liệu ở đây, là các bạn phải kêu cái người dùng đó cập nhật lại cái file chấm hát. Còn nếu mà chúng ta không có
đụng tới cái phần cấu trúc dữ liệu này thì cái phần giao diện không có bị thay đổi ha. Phần giao diện là cái phần ở dưới mà, thì nó đâu bị thay đổi đâu. Thì đó là cái mà dễ thấy nhất. Dễ thấy nhất là cái phần chúng ta include đó, là include cái file chấm hát. Nhưng mà file chấm hát thì lộ cái phần cấu trúc dữ liệu. Thành ra là nếu có thay đổi bất kỳ cái gì trong cấu trúc dữ liệu thì nó sẽ bị ảnh hưởng. Người ta phải cài lại, người ta phải copy lại và build lại. Nếu chúng ta copy lại cái file chấm hát thì chúng ta build lại nó sẽ không có lỗi, build lại và chạy lại sẽ không có lỗi. Chương trình này và chạy đến cuối và vẫn còn rất chưa có build, xin lỗi. Phải build lại, phải clean. Tại vì đổi file chấm hát không, nó không có hiểu, nó không hiểu là có thay đổi. Phải build lại. Xong. Nó còn cái thấy rườm rà. Hồi nãy là quên đổi file chấm hát. Đổ file chấm hát vô rồi cũng không được nữa, phải clean, phải review. Thứ nhất là nó rườm rà nè, thứ nhất là rườm rà bởi vì nó lộ cái phần cài đặt, cái phần cấu trúc dữ liệu. Cái thứ hai là nếu mà chúng ta muốn mà nó động tuyệt đối luôn á, là tới thay đổi trong runtime, thay đổi như em trong runtime mà nãy tôi nói đó, thì không có cách nào. Bởi vì cái này các bạn build lại thì mới cập nhật được cái file chấm hát này, chứ còn các bạn không build lại đâu cập nhật lại được, đúng không? Thì giả sử nè, tôi để nguyên cái này mà tôi bỏ cái DLL cũ vô thì nó sẽ corrupt cái bộ nhớ, giống như nãy nó báo vậy đó. Đây đúng không? Mà lấy cái này ra. Rồi mình bỏ cái DLL xe cũ vô. Nãy tôi quên không có lưu cái DLL xe cũ. Tôi build lại cái xe cũ. Cái xe này nó không có cái đích đến ha. Đây, đây cái hai cái xe này là xe cũ. Giả sử tôi lấy cái này, lấy cái xe 1 đi, lấy hai cái đi, lấy xe 1 trước, lấy xe 1 là cái mà nó đúng đó,
còn đòi tiện ích nữa, nó có tới hai thư viện rồi, thư viện tiện ích. Cái clip này chỉ cần cho khi link á, khi chạy thì không cần, chạy chỉ cần đi ra thôi. Chạy bình thường ha. Nếu chúng ta đổi cái này là xe của xe 1 nè, chúng ta đổi xe của xe cũ vô, nó chạy thì bình thường, nếu chúng ta debug thì nó sẽ, chúng ta sẽ thấy nó ra lỗi. Chạy thì không thấy được lỗi. Debug là khi mà nó dọn dẹp bộ nhớ, khi dọn dẹp bộ nhớ thì nó có lỗi, nhưng mà chúng ta chạy chúng ta không thấy. Tại nó không báo thôi, thực ra nó có lỗi ha. Các bạn có thể hình dung được là cái khu du lịch bây giờ á, nó được link với lại cái giao diện là cái xe mà có thêm đích đến. Cho nên là nếu chúng ta đổi cái DOL á, là cái xe mà không có đích đến á, thì khi mà nó cấp phát bộ nhớ và nó dọn dẹp bộ nhớ thì nó sẽ có một số lỗi. Một cái lỗi đó nhỏ cho nên là chúng ta chỉ thấy trong debug thôi, còn chúng ta chạy ở ngoài thì nó không có báo. Lý do đơn giản nhất là để chúng ta có lại thuận vô phần này, chỉ phần thuận giao diện thôi. Phần ở dưới này, ngay cả trong giao diện nó cũng có hai phần, cái phần tương tác là cái phần các phương thức thông thường, lẫn cái phần mà tạo hủy. Thì thường mình cũng tách cái phần tạo hủy ra.
Bây giờ chúng ta đổi sang chúng ta dùng IC và chúng ta không dùng xe nữa. Khi chúng ta không dùng xe nữa thì chúng ta không cần cái này. Trạm xăng thì chúng ta đổi thành 2 xe. Nếu mình đổi qua giao diện thì bây giờ mình sẽ tạo một chiếc xe cụ thể. Thì mình sẽ này những constructor, mình sẽ bọc các constructor này lại thành những cái hàm để mà tạo ra đối tượng đó, gọi là factory, những cái hàm nhà máy. Chúng ta không muốn lộ cái lớp, cho nên là chúng ta không có nêu. Nếu mà chúng ta xài xe thì chúng ta sẽ nêu xe, đúng không? Hoặc là nêu xe máy, hoặc là nêu xe hơi. Nếu chúng ta không muốn lộ cái lớp thì chúng ta bọc nó lại. Thành một cái hàm. Thì cái hàm nó hay hơn cái lớp á, là nó không có lộ cấu trúc dữ liệu. Thì cái hàm như xe này chúng ta sẽ cho nó vô một cái thư viện, nó tương ứng với lại cái constructor này.
mình tách các cái phương thức ra làm hai phần. Cái phần y là cái phần tương tác bình thường, còn cái phần c là cái phần tạo lớp. Nó có thể là đại diện cho chữ class, có thể đại diện cho chữ create là tạo, đại diện cho chữ construct là cấu tạo. Thì trong cái giao diện này chúng ta có hai phần, construct và destruct. Destruct thì mình bỏ trong đây, construct thì mình không bỏ trong đây được, mà mình phải làm hàm. Làm hàm sắp tới thì không có trả về hả? Anh thì sắp tới là đúng rồi. Điểm thì có đây mà, thì phải có điểm chứ. Thời gian thì trong đây không có. Nó xài trong ai xe, thời gian xài trong ai xe. Cái này mình không để bằng không được, nó không cho thì mình thay bằng không bằng đặt rỗng. Cái này mình, nếu mình để overload cũng được. Nếu overload đó thì mình dùng DOL thôi. Còn tôi để gì là để mà tăng cái tính nếu không có mấy số này là overload ha, là nó sẽ nạp chồng. Tất cả cái này trả về cái gì? Trả về ai xe, nhưng mà mình cần có new thì phải có delete.
cái phần mà tạo với hủy để trong xe xe. Nếu như vậy á là mấy cái này là hàm nạp chồng, bởi vì nó cùng tên. Cùng tên nạp chồng thì là nó là đặc trưng của hướng đối tượng si cộng cộng, nó mới có khái niệm đó. Còn si thuần thì nó không có. Nói vậy thì chúng ta bỏ gì giờ ở đây. Còn nếu chúng ta muốn để si thuần á thì bắt buộc chúng ta phải tách. Nó bảo là nếu mà si thuần á thì nó không có cho trùng tên, si thuần thì phải tách cái này ra thì ok. Tại si thuần á nó không có khái niệm nạp chồng, không có khái niệm nạp chồng thành, cái hàm nó phải khác tên nhờ. Đó mình xuất cái lớp này ra, thì giờ mình không xuất cái lớp nữa, mình xuất các cái hàm thôi thì nó hay hơn. Thì bọc là gì á, có nghĩa là mình gọi lại cái hàm và thay bằng cái tên khác, thay vì new là tán tử thì mình làm một cái hàm new.
còn các thuộc tính của các tham số thì cứ truyền thẳng vô, không có gì thay đổi hết. Rồi, như vậy thì bên đây mình new cell chưa hiểu, tại chưa có c cell. Lỗi gì đây? À, chưa có dịch lại cái xe cho biết. Đó, cái bước chuyển qua cái giao diện thuần này là nó có hai phần. Một cái phần là cái giao diện tương tác. Cái giao diện này là chuyên để các cái phương thức để mà tương tác trực tiếp với lại cái xe đó sau khi mà nó đã được tạo rồi. Và cái giao diện để mà chúng ta tạo hủy, tạo và hủy. Tại sao cần cái giao diện tạo hủy? Là bởi vì này, chúng ta cần phải tạo cái xe. À quên, có tạo thì phải có hủy. Bởi vì này là cách phát động, thì mình có chủ động tạo thì mình phải có chủ động hủy. Này là gì? Này là tại đi chế. Chế của pháp. Lười. Nào cho delete A. Lúc delete báo lỗi. Lỗi gì đây?
lock time. Let's